chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người dân thành phố Phan Thiết phát hiện một nam giới người nước ngoài tử vong. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm giữ hình sự nghi can sát hại đồng hương phi tăng nạn nhân. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 2, khi người dân đi vào rẫy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết thì phát hiện thi thể nam giới đã tử vong, được quấn trong chăn, chân bị trói, trên đầu có vết thương. Vị trí phát hiện nạn nhân cách đường đất khoảng 100 m, và khu vực này vắng nhà dân. Sự việc được trình báo công an thành phố Phan Thiết. Qua điều tra, phát hiện đầu nạn nhân có vết thương với nhiều nghi vấn, nên trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền. Phối hợp với công an thành phố Phan Thiết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng xác định được nạn nhân là một người nước ngoài, cao hơn 1,8 mét, khoảng 40 tuổi, mặc quần đùi và thời gian tử vong khoảng từ 3 cho đến 4 ngày. Quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được nghi phạm sát hại nạn nhân rồi phi tang là một người đàn ông mang quốc tịch Nga, đồng hương với nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nạn nhân là ông EV, sinh năm 1980, quốc tịch Nga. Đến nơi kiểm tra tạm trú của nạn nhân trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Triều, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, công an phát hiện vệt chất lỏng màu nâu đỏ đã khô và chảy dọc đường dẫn vào phòng trọ nạn nhân với nhiều nghi vấn. Trích xuất camera an ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã bắt giữ được nghi can sát hại đồng hương phi tàng. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng táo tận ở Nghệ An, Đinh Khương Linh, đối tượng gây ra vụ án khai. Do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tin Banh, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Đối tượng gây ra vụ cướp là Đinh Khương Linh, sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị bắt giữ vào chiều ngày 3 tháng 2. Đinh Khương Linh là đối tượng đã có hai tiền án, Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng, nợ nần túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ. Bước đầu, lực lượng công an thu giữ các vật chứng liên quan vụ án gồm một xe mô tô Yamaha Sirius mang biển kiểm soát 37B3 13383 màu đen là phương tiện đối tượng dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội, một bộ quần áo đối tượng mặc lúc gây án và một số tăng vật khác. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, tại phòng giao dịch ngân hàng công thương Việt Nam Việt Tiên Banh chi nhánh cửa lò có một đối tượng nam giới bịt mặt mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch đối tượng sử dụng hung khí là dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn đe dọa uy hiếp nhân viên để cướp tiền sau khi cướp được 46 triệu đồng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án huy động tối đa các lực lượng để điều tra Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá án. Quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, bịt mặt, di chuyển lắt léo các tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng. Đến 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2, tại km 454 300, quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đinh Khương Linh bị bắt giữ. Chuyển sang các thông tin tiếp theo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý đối tượng chế Kim Mỹ Ngân, 43 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó anh NDVT, chú thành phố Đà Nẵng, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập để điều tra về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Trong thời gian vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo triệu tập của cơ quan điều tra, anh T ở nhờ căn hộ chung cư của chế Kim Mỹ Ngân tại đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, do trước đây anh T và Ngân từng là đồng nghiệp làm việc cùng một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Biết anh T lo lắng sẽ bị khởi tố, bắt giữ, gia đình anh này cũng có điều kiện kinh tế, nên chế Kim Mỹ Ngân nảy ra ý định lừa đảo, ngân dùng thủ đoạn mạo nhận có quan hệ quen biết với một số lãnh đạo cấp cao ở trung ương và bộ công an, sau đó gợi ý anh T lo tiền để chạy án. Từ tháng 6 năm 2023 đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, anh T đã đưa cho Ngân số tiền là 6,6 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch tiền được anh T chuyển khoản tại thành phố Đà Nẵng vào tài khoản ngân hàng của Ngân. Đến khi phát hiện bị đồng nghiệp cũ lừa dối để chiếm đoạt số tiền lớn, anh T đã làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng. Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, phòng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng đã báo cáo với ban giám đốc công an thành phố và phối hợp với phòng 6 cục cảnh sát hình sự bộ công an để xác minh thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Ngân. Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đã tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt được của anh T. Cơ quan công an tạm giữ 3 điện thoại di động, một iPad và một số trang sức là các tài sản đối tượng mua từ số tiền phạm tội mà có. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Thời điểm cuối năm, tình trạng buôn bán hàng lậu có diễn biến rất phức tạp, thâm nhập vào thị trường tiêm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương Vừa phát hiện thu giữ hơn 15.800 chai rượu có dấu hiệu nhập lậu trên 3 xe tải đậu trong bãi đất trống ở Bình Dương. Trước đó, đội quản lý thị trường số 2 Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 3 xe tải đang đậu ở bãi đất trống tại phường Bình Nhâm thành phố Thuận An có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng phát hiện trên 3 xe tải có 15.818 chai rượu ngoại nhập các loại, không dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc của toàn bộ hàng hóa. Ước tính ban đầu số lượng rượu ngoại nhập trên có tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập thủ tục, tạm giữ toàn bộ tăng vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương, Trước, trong và sau Tết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chợ phiên ngày cuối năm ở huyện miền núi biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh, rực rỡ sắc màu trong phục truyền thống của các dân tộc bản địa, trong mùi thơm của hương trầm, hồi quế và nhộn nhịp kẻ bán người mua. Phiên chợ sáng chủ nhật ngày 4 tháng 2 ở Bình Liêu là phiên chợ cuối cùng của năm cũ trước khi bước sang năm giáp thìn, Bà con ở các thôn bản về đây không chỉ để mua bán trao đổi nông sản, mua sắm quần áo mới mà còn gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện ân tình trước thềm năm mới. Chợ phiên tại trung tâm huyện Bình Liêu vẫn thường họp vào chủ nhật, chợ có nhiều đặc trưng riêng mang màu sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tây giao, Sán Chỉ. Sân chính của chợ ngập tràn các loại hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa Tết từ nông lâm thổ sản do bà con nuôi trồng, sản xuất cho đến các loại bánh kẹo, đồ gia dụng được mang từ miền xuôi lá rong được bày bán thành dãy trong sân chợ đây là một trong những gian hàng đắt khách nhất bởi ai đi chợ cũng muốn chọn những chiếc lá rong đẹp nhất xanh nhất để gói những chiếc bánh trưng dài truyền thống với các loại nhân khác nhau các bà các chị người sán chỉ tiêu tít quanh gian hàng bán khăn thử những tấm khăn vấn đầu mới để đón tết vốn là đặc sản địa phương miến rong cũng là mặt hàng đặc trưng tại phiên chợ và cũng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày tết của đồng bào vùng cao các loại nông lâm sản có giá rất dễ chịu Quầy hàng của các cô gái giao thanh phán bày bán gừng núi với giá từ 15 đến 20.000 đồng một kg. Nhiều mặt hàng rau củ quả, gạo nương, mật ong rừng, hồi quế, lá tắm gầy sao, thuốc nam phong phú và tiện dụng. Phiên chợ cuối năm bán cả niềm vui và những lời chúc tốt lành, không chỉ mua sắm mà còn tận hưởng không khí rộn ràng chào đón mùa xuân sang với đất trời vùng cao bình liêu. Khi tiếng kèn gọi bạn hòa cùng với tiếng chảy dã bánh rộn ràng, những tia nắng xua tan đi màn sương mù trắng loá nụ đào rừng e ấp, hoa mận trắng khoe sắc hương. Cũng là lúc xuân sớm gõ cửa những bàn làng người mông trên dẻo cao sơn la. Trong bộ váy áo rực rỡ sắc màu của người mông đơ, mông trắng, bà con bản co nghè, xã co mạ, huyện Thuận Châu Sơn La phấn khởi đón Tết sớm. Bên nếp nhà truyền thống, những mẻ gạo ngon nhất được đồ lên thơm dẻo, nóng hổi, sẵn sàng cho món bánh dày đặc trưng không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của bà con. Đồng bào Mông quan niệm những chiếc bánh dày tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, đó chính là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên trái đất. Trước khi ăn Tết thì những người dân nơi đây đã chuẩn bị gạo để ra bánh dày, sau đó gọi hồn cho gia đình mời ông bà tổ tiên về cùng gia đình đón Tết và ăn Tết. Khoảnh khắc bà con quây quần mổ lợn mổ gà, giã bánh cũng là lúc năm mới đã đến rất gần với đồng bào mông nơi đây. Tết của người mông thường diễn ra sớm hơn Tết Quyên đán khoảng một tháng, với nhiều phong tục nghi lễ, nét đẹp độc đáo, riêng có, đậm bản sắc, được đồng bào gìn giữ bao đời này. Nổi bật trong bức tranh xuân nơi xẻo cao co mạ là sắc màu e ấp của hoa mơ, hoa mận và sắc hồng của hoa đào, là gam màu sực sỡ của những bộ trang phục độc đáo của đồng bào mông. Tiếng liêng keng của đồng bạc trên áo các chàng trai cô gái hòa cùng tiếng khen, tiếng đàn môi dịu dặt. Co Mạ là xã vùng cao của huyện Thuận Châu Sơn La với khoảng 90% dân số là đồng bào Mông. Dù cuộc sống không ít khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50%, nhưng cùng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, mỗi gia đình trên dẻo cao đều được đón Tết đủ đầy ăn vui. Hòa vào nhịp sống mới, văn minh hiện đại ngày nay, những nét đẹp độc đáo trong ngày Tết cổ truyền mà đồng bào mông nơi đây gìn giữ đã tô điểm cho bức tranh xuân rực rỡ sắc màu nơi dẻo cao Sơn La Tây Bắc. Từ nhiều năm nay, những phiên chợ quê vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp rất xưa trong truyền thống văn hóa dân tộc. Vào những ngày giáp Tết, được đi chợ quê mới có thể cảm nhận hết được không khí xuân đang về. Những ngày này, khi hương xuân đang len lỏi khắp các phố phường làng quê, thì những phiên chợ Tết vẫn mang nét đẹp rất riêng. Dù ngày nay, cuộc sống của người dân đã đô thị hóa nhiều, những phiên chợ quê cũng thay đổi theo từng ngày nhưng vẫn còn những nét cổ xưa được giữ lại cho đến ngày nay. Bước chân qua cổng làng, ngay dưới tán cây um tùm là ngôi chợ cổ của làng Ước Lễ, hay còn gọi là chợ chảy. Chợ nằm đối diện với đình làng và vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cổ kính xa xưa. Những người cao tuổi trong làng cho biết, chợ cổ này đã có hơn 100 năm nay. Trước đây thì chợ họp cả ngày, nhưng nay chỉ hoạt động từ gần 6 đến 8 giờ sáng. Sau 8 giờ, chợ không còn một bóng người. Tại đây chủ yếu bán các loại thực phẩm, nông sản, cây nhà lá vườn, phục vụ người dân trong làng. Ngày xưa là nó là cái cụ quán, này, cái mà ngày xưa cao đây nó đánh đổ. Là cái chỗ này là mới làm thôi, còn cái chỗ kia là ngày xưa cũng còn. Cũ đây này, quán ngày xưa đây này. Các cái chỗ này là mới này. Đấy, ngày xưa thì họ cả ngày bây giờ thì họp một lúc thôi bây giờ thì đèo đèo thế này thôi Đè đèo đèo được một tiếng thôi, ta tám giờ là hết người là... dưới cơn mưa phùn lây phây và cái rét như cắt da cắt thịt, 8 giờ 30 phút sáng đã lác đác người mua kẻ bán. Tầm 6 giờ, chợ quê đã đông đúc nhộn nhịp. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng nói cười rồn ràng, tiếng chào mời mua hàng khiến góc chợ quê vốn yên ả, bỗng chốc rộn rã náo nhiệt hẳn lên. Phiên chợ ngày Tết không chỉ là nơi mua bán những sản vật quê nhà, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, trao đổi, chia sẻ với nhau những chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện vui buồn của năm cũ. Chợ quê cũng là sợi dây vô hình giúp cho tình làng nghĩa xóm được xích lại gần hơn những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube của báo điện tử vov và đừng quên truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt